Giá như vụ tù Thái một xin chào tất cả các bác nhá. Này là 29 Tết rồi. Đây là bên chỗ em bán hàng các bác nhá. Thì năm nay là do dịch bệnh căng thẳng nên là bên giao hàng đã nghỉ sớm hơn so với dự kiến các bác nhá. Nên chính vì vậy là cũng có rất nhiều bác là điện đặt hàng nên bảo tại sao nghỉ sớm thế, nhưng mà bên giao hàng người ta không nhận nữa nên là em không gửi được. Nên là những bác nào đặt hàng thì hẹn các bác là đầu xuân đấy, em sẽ gửi cho các bác nhá. Còn bên giao hàng là nghỉ sớm nên là không gửi được, chứ không phải là em nghỉ Tết sớm các bác nhé. Thì chính vì năm nay là nghỉ gửi hàng cho khách là sớm hơn dự kiến nên là em cũng ra thêm 2 mẫu mã mới đấy. Thế nhưng chưa có thời gian nên là hẹn đầu xuân năm 2022 thì em sẽ lên video để giới thiệu đến tất cả các bác những cái sản phẩm mẫu mã mới các bác nhé. Ở đây thì cái chỗ bán hàng thì em cũng thờ thần tài các bác nhé, thì cũng mua cái quất nho nhỏ cho nó gọi là có không khí Tết đấy. Thì ngoài trời miền Bắc bây giờ thì đang khá là lạnh các bác nhá, đang có mưa nhỏ cũng khá là lạnh đấy. Thì năm 2022 thì em đã lên kế hoạch đấy là sẽ cố gắng, thứ nhất là những cái sản phẩm mẫu mã cũ, ví dụ trong thời gian khách hàng mua hàng hoặc khách hàng sử dụng, ví dụ mà khách hàng phản hồi những cái điểm gì mà cần cải tiến thì em sẽ cố gắng thay đổi và cải tiến các bác nhá. Và em cũng sẽ ra những cái mẫu mã mà siêu VIP đấy. Năm 2022 thì em sẽ ra ít mẫu mã sản phẩm hơn và em sẽ đánh mạnh về cái mẫu mã và chất lượng và độ hoàn thiện sẽ tỉ mỉ hơn các bác nhá. Đấy, cho nên là năm 2022 sẽ là một cái năm là em sẽ cố gắng ra thật nhiều những mẫu mã VIP hơn các bác nhá. Và hôm nay cũng là ngày cuối của năm 2021 rồi các bác ạ. Thì em làm video này để xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đấy, những năm qua đã luôn ủng hộ và tin tưởng bên em đấy, đã mua sản phẩm đấy và tin tưởng bên em. Thì năm hết Tết đến rồi thì em không biết nói gì, xin chúc tất cả các bác là đón một cái Tết năm 2022 là thật ấm áp đấy bên gia đình các bác nhé. Và chúc tất cả các bác là có thật nhiều sức khỏe, thành công các bác nhé. Và em cũng xin kết thúc video ở đây đấy, hẹn tất cả các bác là năm 2022 sẽ khởi sắc hơn đấy, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi và mọi cái sẽ khởi sắc hơn các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc, cảm ơn tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng bên em, hẹn tất cả các bác vào năm 2022. Xin cảm ơn và chào tất cả các bác.